Xin chào mọi người, mình là Chắc Bùi, chuyên hướng dẫn cách làm món ăn đơn giản tại nhà. Hôm nay sẽ là món nẩu vịt om sấu. Thành phẩm của mình là món thịt vịt mềm, giữ được độ ngọt, nước dùng ngọt thanh. Mọi người xem và làm ngay nhé. Vịt sau khi được làm sạch thì chúng ta sẽ đem sắt khuẩn muối như thế này, sẽ giúp con vịt đảm bảo an toàn hơn. Sau đó đem chặt thành các miếng vừa ăn. Để món vịt trở nên thơm ngon thì chúng ta sẽ đem vịt đi trần. Nước trần gồm có xả vào gừng, chúng ta đem đun sôi, sau đó cho vịt vào như thế này, đun khoảng từ 2 đến 3 phút là ok mọi người nhé. Đó, chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu gồm có khoai và sấu, cắt thành các miếng vừa ăn, sấu thì mọi người cứa ra như thế này. Bây giờ là món vịt đã sôi xong thì chúng ta sẽ đem đi rửa sạch. Bước này sẽ giúp cho vịt giữ được màu trắng và không bị thâm. Theo chef Phi thơm vận hành, gừng và xả đã được thái nhỏ như thế này, bao giờ màu vàng rộm thì chúng ta sẽ cho phần vịt đã được trần vào, lêm liếm gia vị gồm có hạt lêm, mì chính, đường, dầu hào và một ít muối. Mọi món nẩu vịt trở lên thơm ngon và hấp dẫn thì chúng ta cho nước cốt dừa và nước dừa tươi vào đun cùng với khoảng từ 13 đến 15 quả sấu. Đun bao giờ sấu nhừ như thế này, chúng ta sẽ vớt ra dằm nát để cho món vịt om sấu có độ chua thanh. Món nẩu vịt om sấu có độ sánh quẹn thì mọi người sử dụng khoai môn hoặc khoai lang cho vào. Đun khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta đã có món lẩu vịt om sấu thơm ngon và hấp dẫn cùng với mùi rau thơm, mùi tàu và hành lá. Tất cả làm lên món vịt om sấu trở nên thơm ngon và hấp dẫn, có độ bùi của khoai hòa quyện với độ béo ngậy thơm ngon của nước cốt dừa, vịt thì mềm. Chúc mọi người thành công!